Nga bắn hạ S-300, tiêu diệt hàng loạt lính Ukraine. Hòa lực Nga san bằng chiến tuyến ở Novo Kalinovo, Ukraine buộc phải rút lui. Lính Nga khoe tịch thu thiết giáp Bradley gần Abivka Israel oanh tạc Liban tấn công 300 mục tiêu Hamas ở Gaza. Israel thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận với Hamas. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã loại bỏ kho vũ khí vận chuyển bằng hàng không và phá hủy hệ thống S-300 của Ukraine. Theo hướng Kupiansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng ra bát của Nga được hỗ trợ bởi trực thăng và pháo binh đã đẩy lùi cuộc tấn công của phân đội xung kích thuộc Lữ đoàn cơ giới 14, lực lượng vũ trang Ukraine gần Kharkov. Ngoài ra, lực lượng Nga còn gây tổn thất về nhân lực và trang bị của Lữ đoàn dù 25, Lữ đoàn cơ giới 57, Lữ đoàn cơ giới 30 và 32 AFU gần Lugansk và vùng Kharkov. Ở hướng trên, Ukraine mất tới 50 quân Ukraine và ba xe bán tải. Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị từ nhóm lực lượng Tercenter Center của Nga được hỗ trợ bởi máy bay tác chiến, trực thăng và pháo binh, đã đẩy lùi một cuộc tấn công của phân đội xung kích của Lữ đoàn Cơ giới 67 Ukraine gần Donetsk. Nhân lực của Lữ đoàn tác chiến đặc biệt số 12 của Ukraine bị tấn công gần khu vực Serebiansky, Ukraine tổn thất tới 65 binh sĩ và hai xe bán tải. Theo hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng giúp của Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi một cuộc tấn công của phân đội xung kích của Lữ đoàn Cơ giới 24 Ukraine gần Donetsk. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga còn nhắm vào nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới số 22, 24, lữ đoàn xung kích số 5 Ukraine và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 107 của Ukraine gần Donetsk. Thiệt hại của Ukraine là 115 quân nhân thương vong, hai xe bọc thép chở quân, hai phương tiện cơ giới và một khẩu pháo MSTAB ở hướng này. Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga sử dụng kết quả của các cuộc tấn công bằng đường không và pháo binh đã đẩy lùi cuộc tấn công từ lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 127 Ukraine gần vùng Zaporizhia, cũng như gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của lực lượng từ lữ đoàn cơ giới 72 thuộc Ukraine gần Donetsk. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là 60 quân, hai xe chiến đấu bọc thép và hai xe cơ giới. Theo hướng Zaporizhia, các đơn vị thuộc nhóm lực lượng Nga được pháo binh yểm trợ đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của các phân đội xung kích của Lữ đoàn Cơ giới 33 và Lữ đoàn Jagger số 71 Ukraine ở phía Bắc và phía Tây vùng Zaporizhia. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga còn nhằm vào nhân lực và trang bị của Lữ đoàn Cơ giới 65 Ukraine gần Rabutino vùng Zaporizhia. Ở hướng này, Ukraine mất 60 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép và hai xe bán tải. Theo hướng Kherson, các đơn vị từ nhóm lực lượng Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã gây tổn thất về nhân lực và khí tài của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 Ukraine gần Ivanovka và Zemievka, vùng Kherson. Kết quả của cuộc tấn công trên, Ukraine có 70 quân nhân thương vong và mất 5 phương tiện cơ giới. Các lực lượng Nga đã loại bỏ một kho vũ khí vận chuyển bằng đường hàng không của AFU, một hệ thống tên lửa phòng không S-300, đồng thời tấn công nhân lực và trang thiết bị của FU tại 127 khu vực trong ngày. Trong khi đó, trang APP thông tin, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công dữ dội ở hướng Adipsky. Được biết, nhờ hoạt động thành công của pháo binh, các đơn vị xung kích mà lực lượng vũ trang Nga có thể tiến về phía tây bắc Adipka, săn bằng chiến tuyến ở khu vực Novoka-Linovo cuộc tiến công tiếp theo của quân đội nga có thể bao trùm cả khu vực từ novo bakhmutovka đến ngã ba đường sắt ocheretinsky việc bố trí chiến tuyến về phía tây bắc avdivka đồng nghĩa với việc lực lượng ukraine đang dịch chuyển xa hơn về phía tây điều này làm giảm khả năng điều chuyển lực lượng và khí tài về avdivka đồng thời cũng làm giảm cường độ pháo kích vào donetsk bước tiến này còn giúp quân đội nga có thể kiểm soát hỏa lực ở trung tâm vận tải ocheretinsky Nút vận tải này được Ukraine tích cực sử dụng để di chuyển nhân sự, thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược đến hướng này, cũng như các hướng khác của mặt trận trong Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Do đó, các hành động tấn công của quân đội Nga theo hướng Avdivka có tầm quan trọng chiến lược. Trước đó, quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine cũng giao tranh dữ dội ở gần Rabutino. Tại mặt trận này, quân đội Nga đã đẩy lùi thành công một số cuộc tấn công của lực lượng Ukraine. Theo báo cáo, vào buổi sáng, lợi dụng sương mù bao phủ, lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng thực hiện một đợt tấn công theo hướng Novo Prokopovka. Xe chiến đấu bọc thép cùng bộ binh đã đến làng. Trong cuộc đụng độ, binh sĩ của quân khu phía Nam, Nga đã bắn hạ hai xe bọc thép của đối phương bằng tên lửa chống tăng dẫn đường. Các xe bọc thép còn lại của lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải rút lui trước hỏa lực dữ dội của quân đội Nga. Trong số quá trình rút lui, lực lượng đổ bộ của Ukraine phải đối mặt với sự tấn công dữ dội của quân Nga ở các vành đai rừng và chiến hào. Vừa qua, binh sĩ Nga đăng ảnh bên cạnh xe thiết giáp Bradley tương đối nguyên vẹn của Ukraine sau khi nó bị vô hiệu hóa gần thành trì Adipka. Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ Nga đứng trước xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Ukraine. Thời gian chụp không được tiết lộ. Các tài khoản Telegram ủng hộ chiến dịch của Nga cho biết sự việc diễn ra gần thành phố Avdiivka ở tỉnh Donetsk. Mặt trước chiếc ghế Bradley còn khá nguyên vẹn với các khối giáp, phản ứng nổ, chưa bị kích hoạt nhưng một bên xích đã bị đứt. Chưa rõ liệu binh sĩ Nga có kéo được xe về tuyến sau hay không do khu vực quanh thành phố Avdivka là điểm nóng giao tranh và nằm trong tầm hỏa lực của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Đây dường như là thiết giáp Bradley thứ hai bị lực lượng Nga tịch thu nguyên vẹn sau vụ binh sĩ phân đội Karacher thuộc Trung đoàn Bộ binh cơ giới số 70 bắt được một chiếc ở mặt trận Zaporizhia. Mới đây, theo báo Mỹ The Drive, xuồng không người lái còn nguyên vẹn của Ukraine mà Nga thu giữ có thể hé lộ các thông tin giá trị, thậm chí cho phép Nga chế tạo các phương tiện tương tự. Xuồng không người lái Magura V5 của Ukraine được cho là giạt bờ ở phía tây bán đảo Crimea. The drive dẫn nguồn tin của nga cho biết một xuồng không người lái ukraine còn nguyên vẹn được các lực lượng nga thu giữ ở phía tây bán đảo krm hình ảnh đăng tải cho thấy xuồng không người lái giạt bờ vẫn còn nguyên vẹn xuồng không người lái này được cho là do ukraine sử dụng để tấn công tàu thuyền nga ở phía tây krm không rõ nga vô hiệu hóa khiến cho xuồng không người lái này giạt bờ hay nó gặp phải trục trặc kỹ thuật một nguồn tin của nga cho biết đối phương sẽ phải bất ngờ ám chỉ quân đội Nga có thể tìm hiểu chiến lợi phẩm và chế tạo phương tiện tương tự. The Drive cho biết, mẫu xuồng không người lái mà Nga thu giữ là phiên bản Magura V5. Đây là lần đầu tiên Nga thu giữ mẫu xuồng không người lái loại này của Ukraine. Tháng 9 năm 2022, Nga từng phát hiện một xuồng không người lái Ukraine, nhưng đó là phiên bản đầu tiên có nhiều hạn chế. Thưa quý vị, trực thăng Nga chỉ cách biên giới Ukraine 6 km và cách tiền tuyến 75 km trong khi phía Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS gây thiệt hại cho một số sân bay Nga. Quân đội Nga có thể chấp nhận rủi ro khi triển khai các căn cứ trực thăng chỉ cách biên giới Ukraine 6 km và cách các vị trí tiền tuyến chỉ khoảng 75 km vì họ biết người Ukraine sẽ không thể tấn công vào các căn cứ này. Theo trang tin Defense Express của Ukraine, một trong những mối đe dọa đáng kể mà lực lượng phòng vệ Ukraine đang phải đối mặt là trực thăng tấn công của Nga, đặc biệt là Ka-52 và Mi-28. Để chống lại mối đe dọa này, Ukraine cần phải tăng cường lực lượng phòng không trên mặt đất, sự yểm trợ của lực lượng không quân và tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào các căn cứ không quân của Nga. Sau cuộc tấn công thành công của tên lửa ATACMS vào các sân bay trực thăng của Nga ở khu vực Berdyansk và Lugansk, Tuy tình hình đã được cải thiện, nhưng được cho là không đủ để buộc phía Nga thay đổi chiến thuật. Theo Defense Express, ngoài những căn cứ không quân được các chuyên gia quân sự quan sát nêu trên, Nga còn có một số căn cứ trực thăng khác. Các máy bay trực thăng của quân đội Nga vẫn có thể sử dụng và tiếp nhiên liệu cho các nhiệm vụ chiến đấu tấn công lực lượng Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với Pravda, Chủ tịch phe tiếng nói ở Vokopna Rada, Quốc hội Ukraine, bà Alexandra Utisnova tin rằng theo kịch bản tốt nhất, những chiếc tiêm kích đầu tiên sẽ xuất hiện ở Ukraine cuối mùa xuân. Bà Ustinova cho biết, kịch bản tốt nhất là cuối mùa xuân, chúng tôi sẽ có những phi công được đào tạo đầu tiên cuối năm nay, nhưng số lượng vẫn chưa đủ và hầu hết các phi công vẫn đang học chuyển loại. Bà cũng cho biết, song song đó còn có các thỏa thuận về hiện đại hóa những chiếc F-16 đã hứa sẽ cung cấp cho Ukraine, bởi vì chúng tôi cần các radar mạnh hơn và tên lửa tốt hơn cho chúng. Rốt cuộc, Việc chỉ cung cấp cho chúng tôi một chiếc máy bay có radar 60 km như MIG, là không có ý nghĩa gì. Vì vậy, các đối tác quốc tế của chúng tôi cùng với Bộ Quốc phòng đang tích cực làm việc về vấn đề này. Và nếu chúng tôi đạt được, nó sẽ là một trong những người thay đổi cuộc chơi vào năm tới. Theo AP đưa tin, gần một nửa người Mỹ nghĩ rằng Hoa Kỳ đang chi quá nhiều cho viện trợ cho Ukraine. Theo một cuộc thăm dò mới do AP, Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng NOC thực hiện vào ngày 22 tháng 11. Tỷ lệ người Mỹ phản đối viện trợ cho Ukraine giảm nhẹ so với cuộc thăm dò trước đó của AP vào tháng trước. Khoảng 45% hiện nay tin rằng chính phủ đang chi quá nhiều cho viện trợ cho Ukraine, giảm từ mức 52% trong tháng 10. Đảng Cộng hòa hiện là nhóm đối lập chính với 59% nói rằng đã chi quá nhiều cho viện trợ cho Ukraine, giảm từ mức 69% vào tháng 10. Khoảng 38% người nói rằng chi tiêu hiện tại là vừa đủ cao hơn một chút so với tháng trước ở mức khoảng 31%. Trong số các đảng viên Đảng Cộng Hòa, 29% cho rằng mức chỉ tiêu hiện tại ở mức hợp lý, cao hơn một chút so với mức 20% được báo cáo vào tháng trước. Khoảng 48% tán thành việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, 57% trong Đảng Dân Chủ, 42% trong Đảng Cộng Hòa. Ngoài ra, khoảng 4 trong 10 người ủng hộ việc gửi tiền trực tiếp cho chính phủ đến Ukraine, 54% cho Đảng Dân Chủ, 24% cho Đảng Cộng Hòa. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác, quân đội Israel tuyên bố vừa nối lại tấn công các mục tiêu ở bên trong lãnh thổ Liban để ngăn chặn các vụ tập kích nước này xuyên biên giới. Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, máy bay IDF đã phát hiện và oanh tạc một đội chống tăng, cùng lúc đó lực lượng IDF tấn công đội này bằng pháo binh. Sau những cảnh báo ở phía bắc đất nước, chúng tôi đã phát hiện một số vụ nã rocket từ Liban hướng tới lãnh thổ Israel. Theo báo Guardian, đã có những dấu hiệu cho thấy, mặc dù không tham gia trực tiếp vào thỏa thuận giữa Israel, phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza, nhưng nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban sẽ tôn trọng thời hạn ngừng bắn ở ranh giới phía Bắc giữa Israel, Liban nếu binh lính Do Thái làm như vậy. Trong một thông điệp mới đăng tải trên kênh Telegram, IDF tuyên bố đã tấn công hơn 300 mục tiêu Hamas, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, đường hầm dưới lòng đất, kho chứa vũ khí, cơ sở sản xuất vũ khí và trạm tên lửa trong tăng trong 24 giờ qua. Theo IDF, quân Do Thái đang tập kích thị trấn Jabalia ở phía bắc Gaza. Một ngày trước đó, hôm 22 tháng 11, ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki cho biết khoảng 50 người cùng một gia tộc ở Jabalia đã thiệt mạng vì các vụ bắn phá của IDF tại đây. Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập những thông tin này. Giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad đã đến Qatar để thảo luận với Thủ tướng nước chủ nhà về những chi tiết cuối cùng trong thỏa luận ngừng bắn tạm thời và trao trả con tin giữa Israel và phong trào Hamas. Hiện thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza vẫn còn những điểm chưa thống nhất mặc dù các bên đã chính thức phê chuẩn. Những điểm này bao gồm cơ chế trao trả con tin cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Hamas đã tuyên bố sẽ bắt đầu ngừng bắn từ 10 giờ sáng ngày 23 tháng 11 theo giờ địa phương, tức 15 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, trong khi phía Israel vẫn chưa chính thức xác nhận. Trước đó cùng ngày, cố vấn an ninh quốc gia Israel, Tzachi Hanegbi cho biết các cuộc đàm phán về một số chi tiết trong thỏa thuận vẫn đang diễn ra. Ông nhấn mạnh việc trả tự do cho các con tin sẽ không diễn ra trước ngày 24 tháng 11. Theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas, hai bên sẽ tạm dừng giao tranh trong 4 ngày tại giải Gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo. Trong thời gian ngừng bắn, phía Hamas sẽ trả tự do cho ít nhất 50 trong khoảng 240 con tin mà lực lượng này giam giữ kể từ khi xảy ra xung đột. Trong khi đó, Israel cũng sẽ phóng thích 150 tù nhân người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Đây được xem là bước đột phá đầu tiên trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở giải Gaza qua đó giúp mở đường cho hàng trăm xe viện trợ nhân đạo, thuốc men và nhiên liệu đi vào tất cả các khu vực ở dài Gaza. Đề cập đến nội dung thỏa thuận, người phát ngôn của chính phủ Israel, Eilon Levy, cho hay, trong thời gian ngừng bắn, mỗi ngày, Israel và Hamas sẽ tiến hành trao đổi danh sách con tin và tù nhân của ngày tiếp theo. Các con tin sẽ được đưa đến hội chữ thập đỏ và sau đó bàn giao cho các lực lượng Israel. Tiếp đó, phía Israel sẽ trả tự do cho các tù nhân Palestine. Mới đây, Hội đồng Liên bang của Thụy Sĩ thông báo, nước này đã thông qua việc bán 25 chiếc xe tăng Leopard 2 A4 cho Đức. Thông báo cho biết, hôm nay, Hội đồng Liên bang đã phê duyệt đơn đăng ký xuất khẩu 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 A4 cho nhà sản xuất ban đầu là Rheinmetall Land System GmbH ở Đức. Theo báo cáo, Đức trước đó đã đưa ra những đảm bảo rằng những chiếc xe tăng này sẽ không được chuyển cho Ukraine mà sẽ ở lại Đức hoặc được giao cho các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hoặc Liên minh châu Âu. Thông báo nhấn mạnh, việc xuất khẩu những chiếc xe tăng này sang Đức phù hợp với tiêu chí ủy quyền theo quy định về luật liên quan tới chiến tranh. Hồi tháng 2, Đức đã đề nghị Thụy Sĩ bán lại một số xe tăng trong tổng số 96 xe Leopard 2A4 mà nước này không còn sử dụng. Đến tháng 9, Thượng viện Liên bang Thụy Sĩ đã phê duyệt việc bán số xe tăng nói trên cho nhà sản xuất ban đầu là Rheinmetall Land System, GmbH ở Đức. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.